là hai cái nó khác nhau nha. Cái này nó bị thần kinh bảy mà. Không, liệt bảy đấy. Ừ, liệt bảy. Thế còn nó nhìn thế thôi, chứ còn cái đẻ thì nó là phần thân. Thế có thể là... Cho ngoài thưởng đối với khác. Không, mình nghe thế thì chứ mình chưa hiểu cái cô như thế nào. Được bảy mình nó lại còn cơ thể nó nhiều vấn đề lắm này. Vì cái này nó là cục bộ thôi mà. Hồi xưa nó bảo trong bà có bầu em cũng sợ. Có nghĩa là mới có bầu, mới có thai thì không nên dùng, tại vì nó dễ bị cái đó. Ví dụ như cái việc như người ta thường lại là có thể rời thai là hộp cốc này, rồi nội quan này, rồi tam môn dao cũng bị. Thế thì những việc đó là những việc chữa bệnh mà thì làm sao mà nói. Nhưng mà đấy là trong cái thể trạng cơ thể của cái người mẹ hay người bệnh nhân làm yếu quá đấy thì mình không nên làm những hợp cốc nội quan cái thể mạnh. Nhưng mà tất cả đúng là anh có đơn giai của chồng tôi bảo thế thì nó khóc suốt ngày thì nguyên nó khóc nó ôm cái chưa cũng được cũng khỏi. Thế tôi bảo là nếu cháu muốn thế thì cháu phải đồng ý cứ cho cậu em ra để em được cậu bế cháu đi thế rồi sinh hoạt với nó dần dần rồi có những ngày cậu không gặp nó thì luôn nó quen được một tháng thì về sau bố có đi nó ở với chú cũng được em về các bạn đưa đang nó bên Tây mà ở với ông bà Việt Nam nữa mà ông bà thì không nói được nó chả hiểu được ông bà có rất nhiều chuyện lắm nhiều lắm tự nhiên lắm đấy gần hỏi như con phí đó nó đấy cái mắt của cháu còn một tí nhưng mà thế nào thì bỏ đi học nó bảo mình chơi chơi thằng bé mặt nhớ lương cơ mua này có lương ông bảo nó lên đến bên hỏi thôi ông như buổi chiều ăn như buổi chiều bảo ăn lên hỏi nhưng mà cái chân ở phía ngoài đấy là ca đến nặng ngã chấn thương ngã nhanh ca đến rất nhanh. Lúc quay hiền một số phụ nữ khắc phục khó khăn bệnh tật để làm việc nha. Thì có một cô tức là cô bị tay hàm răng phải mổ, xong rồi làm thấy là tập, thế là đưa lên một số thông tin thì cô đắc cho tôi, hỏi tôi rồi đúng cái là rất quý rồi, rất đau gì, nó không được chia sẻ gì, nhưng mà bác sĩ bảo là nó biết là tay phải thì bảo nó biết tay trái, thế rồi mình sau tôi nói thì có ba mọi người bảo chú. Trước kia này trường hợp này là ba mỗi tay nào nắm chặt
thì con cứ được rồi trong mai ba buổi rồi. Bàn tay nắm con đây này, đây này tôi châm chỗ này là để cho nó không kiện. Bàn tay nắm con cung vào cung này, từ 8 cm. Ừ, là cấp xe năm cung, nó cung. Đấy. Nhưng mà trong lần đầu nó mở ngay ra. Nhưng mà nó phải mở. Lấy một cái nữa. Lấy một cái nữa thì rồi cái nữa cho từ ngoại quan như là thẳng lên sang cung lạc. Rồi nó từ phải đi ra ngoại quan. Đấy. Đấy. Bộ cho cơ nó mạnh. Địa tả. Đấy. Đấy nó ngoan bỏ nó biết. Đầu nó thế, thế của cô chú lên đầu. Không đưa cháu đi rồi. Đây là do bao nhiêu phần trăm rồi. Nhưng mà sau học thì chuyên khoa, chuyên khoa thì ít lắm. Thế bây giờ thì bây giờ thấy cái trạng thái thì nó cũng rất rất nhiều các bác sĩ các khoa. Mà các khoa đều muốn làm chân kiếm. Thế bây giờ đi học lâu thì lâu lắm thì là bộ cho phép làm. Làm con lớp là cái trường, cái vấn đề cao học với tiến sĩ thì vẫn làm tiếp tục với nhà trường thì nó ít. Thế cái bác sĩ này của ra trường, ví dụ một lớp mình có thể 5 lớp, mình có thể 2 lớp, 10 lớp, 10 tháng. Thế 10 tháng thì mình cũng cái màu thứ 2. Chưa gọi là hoặc là chuyện sơ bộ chứ không hay là chuyên khoa sâu chuyên cứu thì gọi định hướng thì cái hay lắm. Thế tức là bạn là học chỗ này lấy cái vòng thứ hai thì đấy tôi định năm nay mà cố gắng được tháng 8-9 thì sân ai học sang làm sang làm. Còn mình có rằng mình học một lần toàn chuyên cứu toàn đi làm này thì chắc phải giỏi đúng không? Còn bây giờ mình cứ cầm hoa thì toàn đá gà đá vịt thì cũng hỏi được đồng. Đây này, cái trường hợp như này mình hay gặp lắm. Nhân thực là các em sau đại học. Tại vì nhiều người ăn cách. Nhưng mà đây là nếu mà cứ dùng phần dân đó thì mình sẽ thắng. Đấy chú vừa nói cái đấy. Thế cái đó nó không điển hình của bác nhân sơ. Thế nên là nếu mà bây giờ tôi dùng thì chắc có. Mà theo cái mạch này đây, chú xem. Thế chú xem. Các đồng hồ vượng, quý vị vượng là hòa của đông y. Và tôi giải thích đây là cả bác sĩ chuyên khoa. Tạp sĩ thì chuyên khoa 2 chứ đúng. Nó là đầm em. Đầm nó biểu hiện ở trên bên kia là hình tuyển. Tức là nó thuộc về đầm. Mà nó đầm mấy can thì nó có cả hai bên cơ. Thế nếu mà bị tất cả hai bên thì nó sẽ dùng hai lần. Thì có một cái dạng của đông y chúng ta thì cũng là tương tự như là có kinh sơn của tùy. Nhưng mà còn cái loại này thì như tôi xem thì tôi chắc không phải là như vậy. Này nó có thể là cái đồ hình cũng có đau nữa cơ mà. Dạ anh đi khó lắm không? Có đi khó. Gần đây thì đi hơi khó một tí nhưng mà khi vẫn là cái chân trái đấy. Đấy chứ qua kinh sinh là mở lên một bên. Còn em kinh nghiệm mình thấy người nào hết đau thì không bây giờ phải chữa cho anh chứ là chủ yếu chữa cuộc sống với chân não. Từ trên cái đập đồng y nó thuộc bộ phận nhiệt của não. Thanh nhiệt đi thế này
Anh giờ đâu nhỉ? Ở ngay đây nhá. À, thế gần quá rồi. Bác cửa nhà bác sang đây nhé. Bạn có một số ở Y-13 ở đây cả. Như là ta Liêm này, ta Tắc. Ở kinh quanh quanh đây cả. Quanh về phải xin 108 người đây rồi chị. Vâng, anh bảo các anh vào đến trưởng thu. Anh cũng hay gửi các anh vì cái tuổi chúng ta cũng cao tuổi. Thì bạn tôi. Bạn tôi trong toàn thế hết, 78, có người thì 79. Hai anh em anh Toàn, anh Liêm thì hai giáo sư tiến sĩ thì ông anh cũng học cùng lớp với ngoài anh. Anh sang cái này xong châm được hôm sau rồi anh sang là... Sang thì không đi. Dạ, châm đi thì châm. Cái này rồi nó tập trung vào mặt đổ sang kinh dương. Can thì thận lên đây nó đổ sang bên kinh dương. Đổ sang bên thận. Thế đây là mình có thể để lại chỗ. Nhưng gốc thì nó lại tựa trên lạc lăng lăng. Anh yên tâm tôi cố cái làm đây xem nó còn đỡ. Cái giáo sư thì yên tâm chữa hay không cũng không dạ, vâng. Chân này không không dùng chân này không của chú là đau đau thì nó khó bắt đi chân không có đau có trắng lên bốn năm nay anh đang dùng cái máy đè lên cái nguồn chân này. Thế về hơi sai anh chí, nhiều ông bạn cũng đến ông sửa lại cái sai này thì từ đó phát triển. Vâng. Hầu như là các bệnh nhân đều vâng. Nặng lắm đấy, nhưng bệnh nhân nhẹ là dưới là giải quyết hết. Vâng. Đây là vinh dự lắm tôi được giáo sư tiếp. Vâng. Không biết thì cho anh, nhưng mà không biết là có nhiều. Trong chỗ đó muốn nói, chỗ đó thì đưa sang bên này. Chỗ đó còn rẻ anh. Vâng, có. Chỗ đó được nhiều. Không bị bên ngược. Không bị đau của anh cũng thế rồi. Chứ còn tại vì mình tách ra mấy cái Parkinson. Parkinson thì không có đau. Đau từ cái xuống. Chứ là những cái tách, những cái này nó thuộc vào cái của mình. Tì nhiều thì cho nên đi nó mới bùng bành bị nó ê, nó không có cảm giác. Bên kia xong thì tôi chú ý nhé. Để hai chú nào. Tức là ở đây mình châm thì mình hoàn toàn với mình có chuyện gì. Nhưng dùng thuốc thì mình mua không đáng mua nhiều. Mình mua ngay ở đây, ở ngoài cửa. Cho có cái đơn này, ở đây.